Chào các bạn, mình là Bắc, có nickname là Bắc Đại Bàng và Zalo cũng là Bắc Đại Bàng luôn. Hình ảnh đại diện là giống hệt nhau. Hôm nay mình làm video này mục đích để cho các bạn là biết được cái nhu cầu của bên mình. Hiện tại theo mục tiêu của mình thì từ giờ đến cuối năm mình đang có nhu cầu mua khoảng 39 nhà đất nữa trong năm nay. Với các mục đích mua là mình nói rõ với các bạn là thứ nhất là mình không phải là môi giới, mình là nhà đầu tư. Và mục đích mua để xây sửa cho thuê căn hộ dịch vụ, phòng trọ cao cấp, để sau đó là nếu nhà mà có nhu cầu bán thì bên mình sẽ là bán, hoặc nếu dòng tiền cực tốt thì bên mình sẽ để lại để cho thuê. Vì vậy là mình làm video này là thể hiện các tiêu chí, mong các anh em môi giới, các cộng tác viên và tất cả các bạn có thể giới thiệu cho những nhà và bên mình phù hợp. Và với kinh nghiệm 12 năm làm bất động sản thì mình có thể khẳng định rằng là gì, anh em chỉ cần đưa thông tin chuẩn xác và chi tiết theo các tiêu chí mà bên mình đưa ra thì là chắc chắn mình ngồi ở nhà cũng có thể khẳng định được căn nhà đó mình có thể mua được là 90%. Thì các tiêu chí cụ thể như sau, có ưu tiên từ 1 đến 3. Ưu tiên thứ nhất là bên mình vẫn đang có thế mạnh về sửa, vì vậy là mình đang có nhu cầu ưu tiên 1 là cần mua nhiều nhất, đó là những cái tòa nhà khép kín sẵn. Với tòa nhà khép kín sẵn thì bên mình có thể mua với diện tích từ 40m² cũng được, vì nó đã có khép kín sẵn rồi, chỉ cần sửa thôi. Tuy nhiên mà nếu mua đất thì bên mình sẽ phải mua diện tích từ 80m trở lên. Là như vậy, khép kín sẵn là từ 40 đến 300m, mỗi tầng chia càng nhiều phòng càng tốt các bạn nhé. Nếu mà các bạn giới thiệu các nhà mà nó chia ít phòng quá mà không ra được dòng tiền thì bên mình cũng sẽ không mua nếu mà nó đã khép kín. Thiết kế hiện đại không được quá cũ lát, vì là mua nhà phải tận dụng được nhà. Và giá theo giá thị trường là bên mình có thể chấp nhận được với mô hình phù hợp và khép kín sẵn. Cái ưu tiên thứ hai đó là tòa nhà không khép kín nhưng có thể sửa thành khép kín. Thiết kế hiện đại nhưng phải giá rẻ, vì là mình sẽ phải sửa khép kín nó rất là nhiều tiền. Các bạn biết rồi đấy, cấy một cái vệ sinh thì bây giờ nó sẽ tốn kém, rất là tốn kém và mất thời gian nữa. Thời gian cũng là tiền. Chính vì vậy bên mình sẽ, với những nhà mà không khép kín với cái diện tích cũng như trên thì bên mình đòi hỏi là cái nhà đó phải sửa đơn giản và nhanh. Đấy. Thế thì đấy là cái ưu tiên thứ hai mà bên mình muốn mua, là những cái tòa nhà không khép kín nhưng mà nó phải rẻ. Tại vì nhà đầu tư mà, người ta sẽ quan tâm đến cái yếu tố đầu tiên đó là lợi nhuận. Vậy thì với tiêu chí của bên mình là mua đã phải có lãi rồi, vì vậy nhà đầu tư mua là phải rẻ thì mới mua, khẳng định với các bạn luôn như thế. Ưu tiên thứ ba là diện tích đất có diện tích từ 80m đến 300m nhưng bắt buộc mặt tiền phải 6m trở lên. Các bạn đừng giới thiệu cho mình những cái mặt tiền là 3-4m hoặc 5m nhé, là mình sẽ không quan tâm đâu. Và với cái đất này thì chủ đầu tư phải là không chia lô được. Chứ chia lô thì thôi, để cho các nhà đầu tư chia lô đến làm việc đi. Còn mình là mình mua là có khi còn hợp khối vào cơ, chứ không chia lô. Và xây dựng thì nó rất là tốn kém và mất thời gian. Đâm ra là giá đất là phải cực rẻ thì bên mình mới quan tâm. Điều kiện chung là như này. Ưu tiên ngõ sâu, thoáng. Ngõ sâu. Các bạn lưu ý thế này nhé. Ngõ sâu nhưng mà thoáng, hoặc là ngõ nhỏ nhưng gần đường ô tô. Có hai yếu tố đó là gì? Ngõ sâu thì nhưng mà ngõ phải thoáng. Còn nếu mà ngõ nhỏ thì phải gần đường ô tô hoặc ô tô đỗ cửa. Đấy. Nhưng mà lưu ý với các bạn là các bạn cũng hạn chế giới thiệu cho những nhà đất mặt phố. Tại vì là với mô hình là dòng tiền 12% cho thuê bán ra cho khách hàng. Tức là gì? Khi mà mình setup một tòa nhà đấy lên ấy, thì bán cho khách hàng, bên mình bán ra cho khách hàng nhé, đã đạt 12% rồi. Tức là nhà được khách hàng mua của mình 10 tỷ đã phải cho thuê được 100 triệu một tháng rồi. Chính vì vậy mình sẽ không lấy nhà mặt phố, không mua nhà mặt phố trừ khi rẻ như cho. Đấy. Ưu tiên là lối phong thủy thấp hậu một chút không sao, gần chùa, miếu mạ, miễn là khu vực cho thuê tốt.
không gần bãi tha ma là được, tại vì bãi tha ma thì khách hàng sẽ không vào đó thuê vì sợ ma. Nhưng mà gần chùa, miếu mạo, rồi là Tháp Hậu, Lỗ Phong Thủy, Đường Đâm, đấy là những nhà mà bên mình sẽ ưu tiên. Và khu vực đó phải là khu vực đã cho thuê tốt, chứ không phải là, tất nhiên nó tùy theo cái giá của nhà đất, nó giá vốn và cơ hội tăng giá cao nữa, chủ cần bán gấp. Ví dụ mình rất ưu tiên, đa số nhà của bên mình mua là chủ nhà là cần bán gấp, là một vỡ nợ, lô đề, cờ bạc, bóng bánh. Đấy. Còn cái khu vực ưu tiên thì các bạn ưu tiên cho mình cái khu sát đường 32, không quá nhổ, và Cổ Nhuế, Phú Đô, sát khu đô thị Tây, Hồ Tây, Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, và những khác, những khu vực đấy thì nhà đất phải cực rẻ, cực hợp lý thì bên mình mới quan tâm. Vì vậy các bạn là mình làm video này mục đích để cho các bạn biết được rõ cái nhu cầu của bên mình để các bạn giới thiệu hàng phù hợp. Quy trình của giới thiệu hàng thì các bạn cứ đẩy cho mình 12 cái thông tin. À xin lỗi, 20 cái thông tin, sau đó là bên mình sẽ thẩm định qua cái thông tin, nếu được thì bên mình sẽ có người đi thẩm định, và qua thông tin đó thì bên mình đã thẩm định được khoảng 70 đến 80% bên mình đã có mua được cái tài sản đó hay không rồi, chứ chưa cần đi xem. Đến đi xem thì là sẽ thẩm định được 99 đến 100% rồi. Vì vậy để tránh mất thời gian của anh em á, thì anh em sẽ gửi trước cho mình những cái thông tin bên mình yêu cầu, và đã làm một nhà môi giới chuyên nghiệp thì phải thông tin đầy đủ chính xác, và trong đó có những cái thông tin bên mình yêu cầu, thì cái việc mà chốt khách chốt mua cái sản phẩm đó qua thông tin cũng đã là rất cao rồi. Đấy, thì mình làm video này mục đích để cho các bạn thấy, thứ nhất mình là không phải là môi giới, mình là nhà đầu tư, các bạn có thể xem những cái hàng bên mình bán, đã bán và đang bán. Cái thứ hai là mình muốn là nói rõ cái nhu cầu ưu tiên một bây giờ của bên mình là nhà khép kín sẵn để mình làm căn hộ dịch vụ cao cấp bán hoặc cho thuê. Cái thứ mà sau đó mới đến nhà không khép kín, giá rẻ và đất phải cực rẻ. Ưu tiên là những cái đường mà ngõ sâu nhưng thông thoáng, hoặc ngõ nhỏ nhưng mà ô tô phải gần đường, và khả năng cho thuê tốt. Đấy, nhu cầu là tăng giá cao, và với nhà không khép kín và đất thì phải cực rẻ, là vì là nó không phù hợp với mô hình bên mình. Và khu vực ưu tiên thì mình nói rồi, đường 32, sát đường 32 nhưng không quá nhổ, diện Phú Đô, sát khu đô thị Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân. Đấy, thì các khu vực đấy các bạn giới thiệu cho mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ còn một số video nữa nói về cái nhu cầu của bên mình. Các bạn theo dõi, đăng ký kênh YouTube của mình, bình luận, comment, và có vấn đề gì hỏi thì các bạn cứ đặt câu hỏi cho mình thì mình sẽ trả lời ngay tức khắc. Xin cảm ơn tất cả các bạn môi giới, cảm ơn anh em cộng tác viên và những người quen biết đã giới thiệu sản phẩm cho mình từ trước đến nay. Và khẳng định luôn là 100% bên mình bán hàng qua môi giới và 100% nhập hàng qua môi giới. Và bên mình làm việc rất là công minh, chính trực, trung thực. Vì vậy các bạn yên tâm, rất mong sự hợp tác của tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn.